Ok, thì trên bàn là một đống hồ lốn nên bây giờ mình sẽ để gọn gàng các thứ ra. Thì điều đầu tiên các bạn cần là gì khi mà để bắt đầu lắp? Thì tất nhiên là chúng ta sẽ cần đến một cái fly cam. Thì chiếc fly mình sử dụng ở đây chính là chiếc Mavic 2 Pro, bản Pro nhá, chứ không phải là bản E đâu, các bạn đừng có nhầm. Ok. Tất nhiên rồi, những cái bước cơ bản là chúng ta vẫn phải lắp pin vào cho cái chiếc này đã. Thì bây giờ trước hết chúng ta sẽ phải làm cái gì? Đầu tiên thì các bạn hãy lấy cái miếng mà bên dưới này, đây. Đầu tiên hãy chuẩn bị cho mình một cái miếng này. Đó, và mình sẽ chuyển mút. Đó, cái phần mà có cái đế lẫy này, đó, chúng ta sẽ cần chuẩn bị cái đế lẫy này được. Ok. Và khi mà các bạn chuẩn bị xong ấy thì các bạn sẽ lắp vào đây. Chúng ta sẽ ốp phần bên dưới. Thì các bạn để ý nhá, cái phần lẫy này này, chúng ta sẽ hướng lên trên thì nó sẽ hướng vào đúng cái chỗ phần mà để cái vẫn phải tháo cái kính ra. Đó, thì chúng ta sẽ phải lắp vào cái phần này. Đây mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp một lần. Đó. Đó. Lưu ý với các bạn nha là cái phần này này nó sẽ ở giữa các cái thanh này, nó sẽ ở giữa các cái cụm cảm biến bên dưới, cảm biến tiệm cận phía dưới. Đó, các cảm biến phía dưới này thì các bạn hãy để như thế này. Đó. Các bạn thấy không? Đó, phải lắp để như thế này. Và chúng ta sẽ có cái lẫy ngay trên đầu này, nó kẹp vào cái phần bên trên này. Đó. Khi mà các bạn nghe tiếng tạch từng cái thì có nghĩa là cái bộ phận này nó đã giữ ở trên cái thân này rồi. Thế thôi. Rồi. Tiếp theo đấy thì chúng ta sẽ lắp cái phần bên trên. Phần bên trên thì là cái phần mà có cái lỗ để chúng ta ấn nguồn. Thì các bạn hãy hướng cái phần mà có những cái khe này này, chúng ta hướng lên phía trước. Đó, rồi chúng ta đặt nó vào đây. Đó, không biết các bạn nhìn thấy không? Mình sẽ quay cho các bạn nhìn. Đó. Thấy chưa? Rồi, chúng ta sẽ đặt cái này vào đây. Chúng ở đây có những cái đường rãnh ấy, thì các bạn hãy đặt đúng cái lẫy này vào cái đường rãnh đấy và các bạn ấn nó xuống là xong. Đó, vậy thôi. Khi mà chúng nó ôm sát cái này vào rồi thì như vậy là chúng ta các bước lắp đã hoàn thành. Rồi. Cái bước này lắp thì nó khá là đơn giản, nó không có gì cầu kỳ cả. Đó, các bạn sẽ lắp và sẽ thành như vậy. Tuy nhiên thì mình lưu ý với các bạn là chúng ta sẽ có hai cái chốt ở phía bên này này, phía đằng trước. Đó, hai cái chốt ở phía đằng này. Vậy bây giờ các bạn hãy phải lắp cái khóa chốt này vào. Đây nhá, lắp cái khóa chốt này vào đây. Nói chung là lúc đầu thì sẽ hơi mất công một xíu, nhưng mà khi mà các bạn lắp quen rồi thì cái bộ này lắp cũng khá là dễ. Đó, ok, khi mà lắp xong thì cái bộ này rất là chắc chắn, nó đã ôm sát vào cái flycam rồi. Đó. Tuy nhiên thì là bởi vì là cái cụm mà để camera ấy, thì nó lại là dài hơn ở phía bên dưới, vậy nên là khi các bạn để thì cái fly chúng ta sẽ không thể để chạm chân xuống được. Đó, kiểu gì nó sẽ bị bênh lên. Nó vậy nên là nó mới sinh ra hai cái ống kính này để bảo vệ cho cái lens của chúng ta. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ lắp những cái phần tiếp theo nhá. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải lắp cái phần nguồn trước. Đây, cái phần phần co, cái phần màn hình trước thì chúng ta có hai cái lẫy, các bạn hãy ấn cái này ra. Và trên những cái này có một cái đoạn dây mà cũng như là cáp tai xi, các bạn khi mà tháo ra các bạn để ý không hỏng mất thì chết toi. Ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ lắp cái này vào thì cái phần màn hình ấy nó sẽ hướng ra phía bên ngoài để cho các bạn dễ điều khiển hơn. Và chúng ta sẽ hướng cái ngàm này vào phía bên trong. Ở phía bên trong này nó có hai cái ngàm đây này. Đó, thì bây giờ các bạn hãy lắp vào bên trong. Các bạn nhìn thấy hai ngàm này không? Đó. Thì bây giờ các bạn hãy đặt vào như thế này. Đó. Đặt làm sao cho nó khớp cái ngàm khi nó vào là được và nó được. Và chắc chắn là ok. Đó. Tuy nhiên thì lại có một vấn đề xảy ra, đó là trên cái này này. Đây mình sẽ tháo ra cho các bạn nhìn. Trên cái này thì nó lại có một cái nắp để che cái phần lắp thẻ nhớ cũng như là phần sạc. Vậy nên bây giờ các bạn hãy phải tháo cái này ra. Thì khi mà tháo ra chúng ta có một cái chốt dây ở đây này. Đó, thì các bạn cứ giật nó ra thôi. Đó, thì tiên cái nắp này thì để đâu, không vứt đi đâu nhá. Thì ở trên cái thân của cái phần battery case này chúng ta sẽ có một cái khu vực như vậy. Thì bây giờ các bạn hãy lắp cái này vào đúng cái chỗ đấy. Đó, lắp cũng dễ thôi, các bạn hãy cắm cái đầu đấy vào. Rồi, như vậy là xong. Bây giờ các bạn hãy cắm vào đây. Đó, ok. Đó, lắp cái này vào phần đây thì chúng ta sẽ đỡ bị mất. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ lắp lại như vậy. Đó. Và cái cổng tai xi này thì chúng ta hãy cắm nó vào. Các bạn cứ đặt đúng vào cái lẫy này thôi là nó sẽ tự động nó vào những cái khu vực của nó định sẵn. Nào, hãy nhớ để ý chốt nhá, lắp chốt được cẩn thận. Đó, khi mà lắp xong thì cái phần co nó sẽ ở bên này. Đó, phần màn hình ra phía bên ngoài nhá. Ok. Tiếp theo đó là cái phần battery.
Battery case thì nó cũng tương tự như vậy thôi. Tuy nhiên thì battery case thì chúng ta sẽ phải lắp khác khác đi một tí, đó chính là chúng ta sẽ phải cắm cái này vào trước. Đây, bên này cũng có một cái cổng Type-C. Đó, thì bây giờ các bạn hãy cắm cái này vào. Đó, vậy thôi. Rồi sau đấy là các bạn hãy đưa nó vào bên trong này. Đó, cái phần nguồn nó sẽ nằm ở đây. Đó, như vậy là các bạn đã hình dung được đúng không? Nó sẽ chia ra các bộ phận ra là hai bên. Đó, lắp cái phần nguồn vào. Ok, tiếp theo đó là những cái phần cuối cùng là cái phần camera. Thì camera lắp ở đâu? Chúng ta sẽ có hai cái ngàm, một cái ngàm ở bên trên này và một cái ngàm phía bên dưới. Đó, một cái ngàm ở đây. Rồi, nó đối xứng nhau. Và bây giờ các bạn hãy lắp vào thôi. Lắp cái nào ở đâu cũng được. Đấy, tuy nhiên thì các bạn nhớ lau cái camera trước khi lắp nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp cái này vào đây. À, phía này chúng ta cũng có một cái ngàm kết nối. Đó, các bạn nhìn thấy không? Có một cái ngàm kết nối thì các bạn hãy đẩy cái phần ngàm này vào. Phần ngàm này vào trong. Đấy, như vậy là được thôi, lắp cũng dễ, đẩy vào là xong. Tiếp theo đấy là lắp cái này. Rồi. Tuy nhiên thì nếu mà đẩy trần như thế này thì chất lượng thì ok đấy, nhưng mà nó sẽ dễ bị xước. Vậy nên là các bạn hãy lắp cho mình những cái ngàm, cái kính bảo vệ này ở phía dưới. Thì chúng ta cũng có hai cái đầu lẫy thôi, các bạn hãy cứ lắp vào. Khi mà các bạn nhìn thực tế, các bạn sẽ nhìn thấy những cái lẫy đấy. Rồi. Đó, như vậy là xong. Như vậy là tôi đã lắp xong cái bộ ground mount cho cái này. Đây, khi mà như tôi đã bảo lúc ban đầu, thì các bạn đẩy xuống này, nó sẽ bị cập kênh. Đó, nó sẽ không thể nào đứng thẳng được. Đó. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem là cái bộ này full hình như thế nào. Ok, và đây chính là cái hình ảnh của chiếc drone khi mà chúng ta lắp full các bộ lên. Đây, mình sẽ quay một vòng cho các bạn nhìn. Đó. Thấy chưa? Đó, khi mà lắp xong thì nó sẽ như thế này. Đấy, nó khá là to. Nhưng mà bởi vì là Mavic 2 và Mavic 2 Pro cân những cái này thì rất là tốt. Bởi vì nó làm bằng nhựa chính, vậy nên là các bạn sẽ không phải lăn tăn về cái việc là khi mà lắp thế này thì có khó bay không. Thực ra nó không khó bay tí nào mà nó còn dễ bay hơn. Đó. Ok. Thì như vậy là video mình hướng dẫn chia sẻ các bạn tới cái mở hộp, chia sẻ về cái bộ phụ kiện này, cũng như là về cái cách lắp bộ phụ kiện này đã hoàn thành. Các bạn có ý kiến gì thì hãy để lại bình luận phía dưới cho mình nhé. Còn nếu thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên like và share cho mình. Đó, ở trong video sắp tới thì mình sẽ trải nghiệm cái bộ này cho các bạn xem là khi mà lắp bộ này lên bay thì nó sẽ như thế nào nhá. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.